Trong một bài diễn văn trước toàn quốc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, chính phủ của bà sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh để đạt được một thỏa thuận mà cả hai bên đều đồng ý. Bà nói, tôi muốn nói rõ với chính quyền Bắc Kinh rằng đối đầu vũ trang chắc chắn không phải là một lựa chọn cho cả hai bên. Chỉ bằng cách tôn trọng cam kết của người dân Đài Loan đối với chủ quyền, dân chủ và tự do của chúng ta thì mới có thể có nền tảng để nối lại tương tác mang tính xây dựng xuyên eo biển Đài Loan. Đài Loan sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để khôi phục hòa bình và ổn định ở khu vực. Nhưng điều này không được làm tổn hại đến quyền tự do và dân chủ của người dân Đài Loan. Bà Thái một lần nữa khẳng định, thông qua các hành động của mình, chúng ta đang gửi một thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng Đài Loan sẽ chịu trách nhiệm cho khả năng tự vệ của chính mình, rằng chúng ta sẽ không phó mặc bất cứ điều gì cho số phận và chúng ta sẽ phối hợp với các đồng minh để cùng duy trì an ninh và ổn định ở khu vực.